cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 dự kiến sẽ là một sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự chú ý rộng rãi. Các ứng cử viên từ cả hai đảng chính Dân Chủ và Cộng Hòa sẽ cạnh tranh để giành lấy vị trí lãnh đạo cao nhất của nước Mỹ. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động và những thách thức to lớn về kinh tế, y tế và biến đổi khí hậu, cuộc bầu cử này được kỳ vọng sẽ phản ánh quan điểm và mong muốn của người dân Mỹ. Cử tri sẽ đưa ra quyết định dựa trên các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế, cải cách y tế và ứng phó với biến đổi khí hậu mà mỗi ứng cử viên đề xuất, qua đó định hình tương lai của nước Mỹ. Kính chào quý vị khán giả, những thông tin quốc tế nổi bật vừa được chúng tôi cập nhật sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Mời quý vị chú ý theo dõi. Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến đến biên giới Mỹ-Mexico cùng ngày trong tuần này. Đài CNN đưa tin ông Biden chuẩn bị thực hiện một chuyến đi hiếm hoi đến biên giới Mỹ-Mexico vào ngày 29 tháng 2. Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Biden có kế hoạch gặp các nhân viên biên phòng, thực thi pháp luật và các nhà lãnh đạo địa phương ở Brownville để thảo luận về sự cần thiết của việc thiết lập thỏa thuận biên giới. Nhà lãnh đạo Mỹ đang cân nhắc hành động hạn chế người di cư xin tị nạn ở biên giới miền Nam nước Mỹ nếu họ vượt qua bất hợp pháp. Cuối tuần trước, các quan chức Nhà Trắng đã liên lạc với các nghị sĩ và giới chức bang Texas, những người giám sát các thị trấn biên giới, trước chuyến thăm của ông Biden. Kể từ tháng 1, một nhóm thị trưởng ở bang Texas đã nhiều lần kêu gọi ông Biden đến thăm biên giới phía Nam và yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua gói bổ sung an ninh quốc gia nhằm giải quyết một số vấn đề dọc biên giới phía Nam. Ông Biden từng có chuyến thăm tới El Paso, bang Texas, hồi tháng 1 năm 2023. Trong khi đó, ông Trump sẽ phát biểu tại Eagle Pass, cũng thuộc biên giới Mỹ-Mexico, trong ngày 29 tháng 2. Eagle Pass cách Brownville gần 500 km. Ông Trump nhiều lần thực hiện các chuyến thăm biên giới khi còn giữ chức Tổng thống. Trong một sự kiện gần biên giới Texas-Mexico vào tháng 11 năm 2023, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh các biện pháp chống nhập cư của mình và nhận được sự tán thành của Thống đốc bang Texas Greg Abbott. Ông Trump cho rằng những người nhập cư không có giấy tờ đang đầu độc nước Mỹ và tuyên bố sẽ tiến hành hoạt động trục xuất người nhập cư lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ nếu ông đắc cử Tổng thống vào tháng 11 năm nay. Ông Trump đã lên kế hoạch cho việc mở rộng các chính sách nhập cư, qua đó hạn chế cả nhập cư hợp pháp lẫn bất hợp pháp. Kế hoạch bao gồm đưa những người nhập cư không có giấy tờ vào các trại tạm giữ để chờ bị trục xuất. An ninh biên giới, vấn đề quyết định phần lớn chiến thắng trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của cựu Tổng thống Donald Trump đang trở thành tâm điểm của chương trình nghị sự quốc gia Mỹ. Đây là một động lực tiềm năng cho ông Trump, nhưng là vấn đề đau đầu đối với Tổng thống Joe Biden. Thông điệp và chính sách nhân đạo của ông Biden cùng với sự suy yếu của đại dịch COVID-19 đã dẫn đến sự gia tăng số lượng người cố nhập cảnh trái phép vào Mỹ, góp phần làm gia tăng đáng kể các vụ bắt giữ ở biên giới. Vào đêm ngày 11 tháng 5 năm 2023, giờ địa phương, điều khoản 42 chính sách hạn chế người di cư từ Mexico sang Mỹ để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19 chính thức hết hiệu lực. Hàng ngàn người di cư, chủ yếu đến từ châu Mỹ, đã có mặt ở biên giới để tìm con đường nhập cư hợp pháp. Theo The New York Times, với sự kết thúc của điều khoản 42, chính quyền ông Biden đã đưa ra các quy tắc tị nạn nghiêm ngặt hơn nhằm hồi hương những người vượt biên trái phép và điều động 1.500 binh sĩ hỗ trợ lực lượng tuần tra biên giới. Thậm chí, một số thành viên Đảng Dân Chủ có liên hệ với ông Biden cũng chỉ trích ông vì đã không làm nhiều hơn để kiểm soát biên giới và không nêu bật các chính sách của mình một cách mạnh mẽ hơn. Bà Lana Erickson, người điều hành bộ phận quan điểm công chúng và chính sách xã hội tại Tổ chức Nghiên cứu Chính sách của Đảng Dân Chủ Third Way cho rằng, rõ ràng là Đảng Cộng Hòa vẫn chiếm thế thượng phong trong vấn đề nhập cư và mọi người không nghĩ rằng Đảng Dân Chủ đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo khu vực biên giới. Các cuộc thăm dò cho thấy sự không hài lòng của người dân đối với cách xử lý vấn đề nhập cư của ông Biden. Trong một cuộc thăm dò của ABC News, Washington Post vào đầu năm 2023, chỉ 28% người Mỹ ủng hộ việc ông Biden xử lý vấn đề biên giới phía Nam. Ông John Seaton, chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa làm việc tại Arizona cho rằng, đợt gia tăng người di cư mới đang gây căng thẳng nghiêm trọng cho các cơ quan chính phủ ở bang nằm tại vùng biên giới này và vấn đề này có thể khiến cử tri Arizona rời xa ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2024, sau khi ông Biden đánh bại ông Trump chỉ với tỷ lệ ủng hộ sít sao. Trong khi đó, ông Trump, các quan chức Đảng Cộng Hòa và truyền thông bảo thủ trong những ngày gần đây
đã leo thang các cuộc công kích vốn kéo dài nhiều năm qua của họ về vấn đề an ninh biên giới khi cho rằng ông Biden đã phớt lờ một cuộc khủng hoảng đang bùng phát. Cựu Tổng thống Donald Trump đang trên đà tiến đến đề cử của Đảng Cộng Hòa sau khi chiến thắng trong hai cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên ở các bang Iowa và New Hampshire. Tuy nhiên, cả hai đều ẩn chứa những dấu hiệu cảnh báo về khả năng tái đắc cử của ông Trump. Tại Iowa, theo The Hill, gần 50% cử tri ủng hộ ứng viên Cộng Hòa Nikki Haley tuyên bố nếu bà thất bại, họ sẽ chuyển sang bỏ phiếu cho Tổng thống Joe Biden thay vì ông Trump trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11. Cử tri Cộng hòa độc lập ở New Hampshire cũng bày tỏ lo ngại về cựu Tổng thống Trump. Cuộc thăm dò của đài CBS News cho thấy 47% cử tri Cộng hòa cho rằng ông Trump không đủ tư cách làm Tổng thống nếu bị kết án ở một trong bốn phiên tòa hình sự sắp tới. Những con số trên cho thấy, mặc dù cựu Tổng thống Trump là thế lực thống trị trong Đảng Cộng hòa, ông cần nỗ lực để nhận được sự ủng hộ từ các cử tri độc lập, những người mà ông có thể sẽ cần để giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Tại New Hampshire, cựu Tổng thống Trump đã đánh bại cựu đại sứ Liên Hiệp Quốc Haley với cách biệt 11 điểm phần trăm. Tuy nhiên, chiến thắng của ông không áp đảo như nhiều người dự đoán và nó cho thấy bà Haley được nhóm cử tri độc lập ở bang này ủng hộ như thế nào. Cuộc thăm dò của ABC News cho thấy bà Haley thu hút được 60% cử tri độc lập, trong khi ông Trump chỉ giành được 38%. Còn dữ liệu của AP Vodcast từ New Hampshire cho thấy khoảng 50% cử tri Cộng hòa phần nào lo ngại rằng ông Trump quá cực đoan. Dữ liệu trên cho thấy thách thức mà cựu Tổng thống Trump gặp phải trong cuộc tổng tuyển cử, nơi ông cần sự ủng hộ của không chỉ cử tri Cộng hòa trung thành để giành chiến thắng. Thống đốc Florida Ron DeSantis, người quay sang ủng hộ cựu Tổng thống Trump sau khi ngừng chiến dịch tranh cử cho biết, ông đã gặp gỡ những cử tri trung thành với đường lối bảo thủ. Những người này, theo Thống đốc DeSantis, đã tuyên bố rằng họ không có ý định bỏ phiếu cho ông Trump. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 là một sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Đây là cơ hội để người dân Mỹ lựa chọn lãnh đạo mới, định hình tương lai chính sách nội bộ và quan hệ quốc tế của quốc gia. Các ứng cử viên từ hai đảng lớn, Dân Chủ và Cộng Hòa, đã bắt đầu chiến dịch tranh cử sôi nổi với các cuộc tranh luận, meeting và quảng cáo trên truyền thông. Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 14 tháng 2, khi được hỏi ai tốt hơn cho chúng ta, ông Biden hay ông Trump, ông Putin không do dự mà trả lời rằng ông Biden, ông ấy có nhiều kinh nghiệm hơn, dễ đoán hơn, ông ấy là một chính trị gia kiểu cũ. Tuy nhiên, Nga sẽ làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo Mỹ nào mà người dân Mỹ tin tưởng. Theo hãng tin Reuters, đây là lần đầu tiên ông Putin công khai bình luận về cuộc đua bầu cử Mỹ 2024 mà ông Biden và ông Trump dự kiến có màn đối đầu lần thứ hai liên tiếp. Đáng chú ý, ông Putin cũng bày tỏ quan điểm về hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, thậm chí còn thảo luận về vấn đề nhạy cảm như sức khỏe tinh thần của ông Biden, dù cho rằng việc can thiệp vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ là sai. Ông Putin nói, khi tôi gặp ông Biden ở Thụy Sĩ, đúng là cách đây vài năm, 3 năm trước, mọi người đã nói rằng ông ấy không đủ sức khỏe đảm nhận cương vị Tổng thống. Tuy nhiên, tôi không thấy vậy. Trong khi đó, ông Putin nhận xét ông Trump là một chính trị gia phi hệ thống và ông Trump có quan điểm riêng về việc Mỹ nên phát triển quan hệ với các đồng minh như thế nào. Ông Putin, 71 tuổi, nhỏ hơn ông Biden 10 tuổi và nhỏ hơn ông Trump 6 tuổi. Ông chủ điện Kremlin cũng tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào tháng tới. Hồi năm 2020, một báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cho thấy Nga đã có tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 để giúp ông Trump, người đánh bại ứng viên đối thủ khi đó là bà Hillary Clinton. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.